các bạn đến với kênh thủ công handmade, nên mình sẽ hướng dẫn các bạn làm khung ảnh bằng giấy bìa cứng các bạn nhé. Các bạn xem nào, khung ảnh bằng giấy bìa cứng mà trông nó rất là đẹp, giống như kiểu là gỗ ấy bạn. Này mình đã tự sơn màu acrylic màu đen một cái khung thì không cần phải sơn, để màu mộc cũng rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, mình treo này 9 cái ảnh như này, mình treo lên tường nhìn y như là khung bằng gỗ các bạn nhé, đẹp lắm. Đầu tiên mình cần chuẩn bị đó là giấy bìa cứng này, kéo, bút, thước và tất nhiên là ảnh rồi. Đây, ở đây mình đã vẽ này, mình vẽ cái bản mẫu đó, các bạn xem nhé, các bạn có thể dừng hình lại để các bạn xem mình vẽ cái bản mẫu. Đấy, mình vẽ mẫu những cái đường thẳng song song. Đây, với cái bản 1cm này, bản rộng 1cm và chiều cao 1cm thì nó sẽ được cái tạo nên cái khung như thế này. Đó. Đây là bản 1,5cm, rộng 1,5 và cao 1,5. Rộng 2,5 và cao 1 cm. Chúng mình vẽ những cái kích thước nó khác nhau để tạo những cái khung khác nhau các bạn nhé. Lại bắt đầu thôi. Ở đây với cái khung ảnh nhỏ nhỏ này thì mình để cái bản rộng khoảng 2cm và có độ dày là 1. Chúng ta kẻ 2cm từ ngoài lề vào, 1cm. Đó, xong cách 1cm lại 2cm. Xong lại đến 1cm. Xong đến 2cm. Đó. Tức là kẻ 3 lần 2cm và có 2 lần 1cm. Đó. Làm cái khung ảnh này thì không khó, chủ yếu là chúng mình vẽ kẻ các cái đường thẳng song song là chính xác một chút, thì khi mình gấp cái khung vào thì nó sẽ được vuông thành song cạnh và nó đẹp hơn các bạn nhé. Cứ thế các bạn vẽ và các bạn kẻ nhé, 4 cạnh giống nhau với tỷ lệ là cứ 2cm, 2, 1, 2, 1, 2. Đó, 4 cạnh đều giống nhau hết, xong kẻ các đường thẳng song song như thế. Ok, các bạn chú ý cái đoạn này. Các bạn chú ý những cái điểm mà mình đánh dấu mà chúng ta nối các cái điểm vào với nhau này. Đó, đó, nối điểm. Đấy, những cái đường mình kẻ này là đoạn phần mình cắt bỏ đi. Đó, vào 4 góc chúng mình đều làm như thế, cắt bỏ. Kẻ xong mình cắt bỏ thôi. Đó. Ok, và bây giờ cũng gần xong rồi, chỉ cần gập lại vuông thành sắc cạnh theo những cái mà được kẻ mình đã kẻ đây, song song đấy. Thế là xong rồi các bạn. Rất là đơn giản đúng không các bạn? Đó, mình miết lại cho nó vuông thành sắc cạnh nhé.
hãy gập bốn cạnh và cho vuông thành sáu cạnh. Rồi dùng keo lế các bạn, keo lế mình cố định lại một chút để cho nó đỡ bị bong ra. Thế thôi. Các bạn nào. Ok, thế là xong rồi các bạn ạ. Đó, quá đơn giản mà nhìn rất là đẹp, dễ thương. Ý như hệt như là khung bằng gỗ ấy các bạn ạ. Các bạn có thể mua những cái giấy bìa màu gỗ như này, hoặc là những giấy bìa màu mà trắng. Đó, mình làm khung ảnh lên cũng rất là đẹp. Sau đó các bạn có thể sơn những cái màu tùy thích. Mình sơn màu đen này, màu sơn màu acrylic màu đen. Con gái mình thì còn thích màu hồng, mẹ ơi mình sơn cho con màu hồng. Thế là treo ảnh những khung hồng lên cho bạn ấy. Mình sơn acrylic màu đen. Ok, đấy các bạn thấy có đơn giản không? Nếu các bạn thấy thích video hãy cho mình một like và hãy nhấn nút subscribe để đăng ký thành viên để xem được nhiều video hay hơn mà mình đã chia sẻ trên kênh Thủ Công Handmade các bạn nhé. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.